Sản xuất sạch, nâng cao chất lượng gắn với truy xuất nguồn gốc và xây dựng mã vùng trồng là điều kiện quan trọng để nông sản Lâm Đồng nâng cao giá trị và chiếm lĩnh thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Đặc biệt đối với cây sầu riêng, một loại trái cây cho thu nhập cao, đang xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, thì quy trình sản xuất an toàn càng được coi trọng. Là một trong 70 thành viên của Hợp tác xã Nông Lâm Thủy Sản Sạch Thành Công ở huyện Di Linh, toàn bộ diện tích sầu riêng của gia đình ông Lê Văn Thành được chăm sóc theo quy trình sản xuất sạch, ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học. Vườn sầu riêng này nằm trong diện tích 46 hectare được cấp mã số vùng trồng đầu tiên của Hợp tác xã. Bây giờ chúng tôi cũng đang muốn đi vào một cái đường đi để cho nó bền vững và an toàn. Thì chủ yếu là đi vào con đường hữu cơ là chính. Là bây giờ về sâu bệnh, thì về vấn đề tuân thủ về của nhà nước mà đã ra những cái thuốc bảo vệ thực vật. Thì có một số thì tôi đọc trên cái mác và nhà nó bao bì. Thì có những cái hướng dẫn là nếu mà phải cách ly là trong vòng chỉ cách ly một tuần thôi. Hợp tác xã Nông Lâm Thủy Sản Sạch Thành Công xã Hòa Nam huyện Di Linh là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai trồng thuần diện tích sầu riêng với trên 140 hectare tổng diện tích canh tác. Chính vì không trồng xen canh với các loại cây trồng khác nên kỹ thuật chuyên canh chăm sóc cho cây trồng này cũng thuận lợi và đạt kết quả tốt. Hiện mỗi hectare sầu riêng của hợp tác xã đạt năng suất 2 tấn, mang lại thu nhập 1 tỷ đồng một năm. Ở đây là ngày xưa là cũng đã đi lên đường Việt Gáp rồi, cũng đã đi từng bước một. Bây giờ được công nhận mã vùng trồng thì mình phải làm tuân thủ theo cái loại thuốc mà nhà nước được cho phép. Đấy, danh mục thuốc nhà nước cho phép. Và thứ hai mình đi chủ với phần về hữu cơ để cho cây nó bền vững và nó được bền cây và lâu dài. Mà thứ hai là chất lượng cái sầu riêng nó rất là bảo đảm. Đã khuyến cáo người dân là không phát triển ồ ạt. Phát triển những cái vùng sầu riêng có định hướng của huyện, nó phù hợp với điều kiện khí hậu tự nhiên và điều kiện canh tác của người dân. Đấy, vậy cho nên là cái diện tích sầu riêng của Di Linh đã rơi, chúng tôi định hướng từ khoảng 4 đến 5 ngàn hectare. Đẩy mạnh sản xuất sạch và đạt các tiêu chuẩn chứng nhận về Global Gap là mục tiêu mà ngành nông nghiệp địa phương hướng tới nhằm phát triển bền vững và nâng cao giá trị kinh tế cây trồng chủ lực này.